Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra dự thảo luật đất đai sửa đổi. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quy định thu hồi đất khi được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý đã được bỏ khỏi tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư giảm phí cho ngành giao thông để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn của dịch COVID-19, cũng như biến động giá nhiên liệu. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, nhiều loại phí hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được giảm từ 20 đến 50%. Thông tư này áp dụng đến hết tháng 12 năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa quyết định thu hồi chủ trương cho tập đoàn Vingroup nghiên cứu lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch hai dự án tại thị xã Tân Uyên và Bắc Tân Uyên. Theo cơ quan chức năng, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Uyên và đồ án quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đã được cơ quan tổ chức hoàn thiện và báo cáo Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh. Do đó, việc cho doanh nghiệp nghiên cứu phương án quy hoạch tại thời điểm hiện nay không còn phù hợp. Được biết, tổng diện tích hai khu đất đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch rộng gần 1.000 hectare. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam vừa khởi công đài kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đài kiểm soát này nằm trong danh mục các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Được biết, công trình đài kiểm soát không lưu được thiết kế theo ý tưởng hình búp sen và có màu sắc kết cấu kiến trúc hài hòa với nhà ga hành khách và các công trình xung quanh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng nhà chung cư trên địa bàn đợt 2. Theo đó, hai khu tập thể cũ là khu tập thể hóa chất và khu tập thể rau quả nông sản tại quận Long Biên được bổ sung vào danh mục tháo dỡ để cải tạo xây dựng lại. Được biết, hai khu tập thể này đã được 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường Cao tốc Việt Nam. Theo đó, sau khi được thành lập trên sự chia tách từ Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Cục Đường Cao tốc Việt Nam có 15 nhiệm vụ chính. Đáng chú ý, Cục này được giao thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với 15 đảng viên, trong đó có nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên. Được biết, các cá nhân này có khuyết điểm vi phạm dẫn đến quá trình thực hiện một số dự án do huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2019-2020 vi phạm luật đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa quyết định giải thể 7 tổ chức hội hoạt động không hiệu quả, không liên tục trong 12 tháng. Theo đó, 7 hội bị giải thể gồm Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Cần Thơ, Liên đoàn Quần vợt thành phố Cần Thơ, Hội Judo thành phố Cần Thơ, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục thành phố Cần Thơ, Hội Cựu giáo chức thành phố Cần Thơ, Hội Cơ khí và Đúc luyện Kim Cần Thơ, Hội Kim hoàn Đá quý thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các tổ chức bị giải thể có trách nhiệm nộp lại con dấu và chấm dứt tồn tại hoạt động kể từ ngày 27 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Hà Nội vừa tổ chức lễ ký chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố. Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là dịp để tăng cường sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các kiến trúc sư trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, thẩm định, phản biện trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trong thời gian tới.